cũng đã từng sống trên ghe này. Và một thời gian thì những cái chiếc ghe này theo tuổi thọ nó cũng đã mục nát nè, và bị những cái chiếc thuyền nó to hơn á, sóng đánh dập vô. Bây giờ còn lại là những cái hoang tàn thôi. Ngõ thứ bảy la lên chậu cái ghe nước dữ lắm, mình thì chạy xuống đây là bị gịch mẹ lên mũi ghe này chút là chuyền xuồng vô là lôi mẹ lên mũi ghe luôn hả? Ờ, lôi lên đây. Rồi những cái con cá gô, những cái con cá giăng lưới quá hả anh ba? Cá này mua rồi em ơi. Mua hả? Mua. Ướp để ăn từ từ. Dạ, con cá này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và anh Một Đồng đang có mặt tại xã Phú Xuân thuộc huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và như cô bác quý anh chị thấy phía sau, đây là những cái chiếc ghe rất là mục nát. Những chiếc ghe này từ Campuchia dòng về đây. Và đó là cuộc hồi hương của những cô chú là Việt Kiều Campuchia. Sau khi đánh bắt ở nước bạn không còn nữa thì các cô chú theo dòng nước trở về lại Việt Nam. Sống ở Campuchia ngần ấy năm làm không dư giả thì cô chú lại về đây tá túc ở tại nơi này. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị đã biết được rằng là những cái clip trước mà Bùi Hồ quay về sống Việt Kiều Campuchia cũng đã từng sống trên ghe này. Và một thời gian thì những cái chiếc ghe này theo tuổi thọ nó cũng đã mục nát nè, và bị những cái chiếc thuyền nó to hơn á, sóng đánh dập vô. Bây giờ còn lại là những cái hoang tàn thôi. Nhưng mà hoang tàn ở đây là những cái đống đổ nát này không phải là cuộc sống của cô chú sống tại Việt Nam vào thời điểm này đi xuống, mà là cô chú đã có nhà cửa ổn định. Và để hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp anh ba. Anh ba cho đây anh ba ơi. Anh ba có đứa bé gái rất là dễ thương. Bé tên gì em quên mất tiêu rồi anh ba. Phượng. À bé Phượng. Bé Phượng là kể về cái câu chuyện hồi hương về Việt Nam là lên đên ở trên cái chiếc ghe á, rồi sông nước đi mấy ngày mấy đêm tá túc đâu đó, rồi những cái chiếc ghe nó mục nát hết à. Anh về Nam nay là bao nhiêu năm mì anh ba? 2015 tới giờ. 2015 là 8 năm rồi. 8 năm rồi. Cuộc sống mình bây giờ thấy về đây đỡ hơn không? Thì giờ đây thấy ổn hơn mà em ơi, giờ mặn đi mặn thì không có giấy tờ nên đâu buôn người ta đòi là giấy tờ hợp lại không, mình có miếng giấy nào lộn lưng hợp lại. Dạ, bây giờ gọi là mà Bùi Hồ thường gọi với một câu đó là sống Việt Kiều không quốc tịch. Bây giờ sống ở Campuchia rất là lâu rồi và đây được 8 năm thì vẫn chưa được cấp giấy tờ. Hồi đó là anh sống ở Campuchia bao nhiêu năm? Nói chung là anh sống Campuchia là cũng 40 rồi đó. Anh sống ở tỉnh nào anh có thể chia sẻ lại cho cô bác anh chị biết tỉnh, không? Tỉnh Miên thì kêu Phung Sa Năng, mình kêu tỉnh Dũng. Tỉnh Dũng hay là Tun Sa Năng? Là sống cặp theo biển hồ á, con La Sáp rồi đúng không anh? La Sáp trong kia. À, là sống cặp theo biển hồ thì sau một thời gian đánh bắt ở Campuchia biển hồ thị sản ít lại nè. Hay là bị mình là người Việt á, đánh bắt ở trên đó thì cũng bị làm khó, nên là nữ phải đóng thuế này kia đủ thứ cho những cái cảnh sát bên đó, nên là nữ là xuôi dòng nước, xuôi dòng Mekong trở về lại đây. Thấy cuộc sống ở đây thì dù sao thì cũng ao nhà nó vẫn hơn đúng không rồi, anh ba ơi. Còn bé Phượng sao rồi? Bé Phượng đi học chưa về. Đi học chưa về hả? Rồi cuộc sống bây giờ cũng đỡ đỡ rồi đúng không? Cũng được. Còn cái chiếc ghe bên đây là của anh Tư hả? Của anh Mùa Làng, anh cho thằng Năng lại đó. Bữa ghe nó giờ ma tàn sân tụi vậy rồi. Ma tàn sân tụi. Kìa chiếc ghe bên kia kìa, cô bác anh chị lúc trước là bước không dám bước luôn. Không dám bước thì tình đó bây giờ Dạ. Bước không dám bước luôn rồi. Cái chiếc ghe của bà cụ bên đây nè. Bà cụ chơi gầu, chèm gãi bản chèm hết trơn gầu. Chèm đứt cái làm hai luôn. Rồi không còn lấy được. Bây giờ còn lại cái nóc không à. Trời ơi. Hôm nay thưa với cô bác quý anh chị có một cái câu chuyện như thế này. Sở dĩ Bùi Hồ và anh Một Đồng trở lên đây vì kết nối hữu duyên với lại anh Phương là một Việt Kiều Mỹ trở về thăm Việt Kiều Campuchia. Như anh ba đây, Việt Kiều thăm Việt Kiều hả cô bác quý anh chị. Và tự nhiên cái trong lòng mình thấy nó cái tình người của những người Việt Nam mình á, yêu thương nhau mặc dù là xa xứ. Một bên là người Việt đi làm ăn ở bên Campuchia, còn anh Phương là người Việt ở Mỹ về lại thăm ngay tại đất nước Việt Nam mình. Đó, cô các anh chị thấy tình người mình đông đầy. Và anh Đồng có thể quay đằng sau. Sau khi ghe mục nát thì có nhà được như vậy, đó là nhà của bà cụ cùng với lại chị Trên. Chị Trên là cũng là người từng sống Campuchia luôn, cũng gần tiếng Campuchia lắm. Nó đây anh em không, nói chung anh em không. Dạ. Đây. Đó, có nghĩa là về theo cụm, theo dòng nước thì các cô chú này sống ở đây thành một cụm nè, là cũng anh em với nhau sống đây thành một cụm nè. Ở Việt Kiều ở Long Xuyên là một cụm nè,
Việt kiều ở Campuchia ở Sài Gòn là một cụm nữa, là mấy anh em mình được biết đến ba cụm cô chú là Việt kiều về sinh sống, và thậm chí là về đây rồi không ai có muốn đi qua bên đó để đánh bắt hết, đúng không anh ba? Không muốn đi nữa em ạ. Đối với anh ba là một ký ức rất là buồn. Anh kể sơ sơ về cái cuộc hành trình mà xuôi dòng nước ngày xưa, nó chìm tàu sao nó kiểu mà nước nó vô sao anh ba? Thì hồi, có thể mình ra chiếc ghe đó mình kể được không, đứng đây lắc lư quá được. Thì cái ghe này hồi xưa ghe của tôi. Dạ. Cuộc sống thì anh ba đứng mấy cái cầu này quen rồi, mấy em đứng đây lắc lư. Bây giờ các bé này cũng được đi học hết, cũng bần ghê á, làm gì làm cũng phải biết cái con chữ mà. Ở dưới ngoài này đây học cũng khó khăn quá em ơi. Bây giờ thì em thấy là cái nhà trên kia cắt khang trang đó, thì tiền đâu mình có ta? Trời nào? Cái nhà đó đó, nhà bà cụ á. Nhà bà cụ thì anh nói cũng nói thẳng cho em đi, thì anh em đứa này mớ đứa kia mớ, thì cho mấy đứa nhỏ nó mượn đặng để cắt được cái nhà bà cụ, chứ ghe bà cụ nó chìm như biết sao giờ. Anh nửa đêm anh lôi lên mẹ rồi lên cái nhà em cho anh những đó. Có nghĩa là chìm nửa đêm hả? Chìm nửa đêm. Lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ 11 giờ vậy đó. Trời ơi. Thì ngõ thứ bảy la lên chậu cái ghe nước chứ lắm, mình thì chạy xuống đây là gịch mẹ lên mũi ghe này chút là chuyền xuồng vô là lôi mẹ lên mũi ghe luôn hả? Lôi lên đây rồi là mới chuyền xuồng mới nhiều bá lên bờ được lên nhà anh. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ cắt cái nhà lên đâu phải chuyện đơn giản. Bây giờ hồi trước có thể nói rồi, đất này đất của nhà nước đi, cho kẻ tha phương hồi thực là ấy gỡ không có đâu, để mua gắn lăn lóc mua được cái nền. Bây giờ là bé Phượng cũng đi học rồi. Dì Phượng học rồi. Còn chị ba? Bà ở nhà lên trển, đừng nói vợ, trên nhà bà mẹ vậy đó. Dạ. Hồi xưa thì tôi sống ghe nè, từ trên cam tôi chạy về mà ngang cái sông bốn mặt á, nó quánh nước vô phả hầm này nè, mẹ con nó gom ra trước này, chứ thằng em út tôi còn ở bên cái ghe máy. Nói mà lỡ chìm thì là cái như chết hết, chứ không có sống nổi. Cái sông bốn mặt, cái sông bự rồi. Rồi thằng vua mình đang bị vú thằng vua mình đó. Gần đầu, gần đầu cụ là kết đó á. À chết cũng phải về. À chết cũng phải về. Tại cho nó làm khó sống. Khó sống, ghi bạc, ghi giấy tờ nó làm khó khăn mình quá trời. Bây giờ rất là nhiều cô chú ở sống ở Campuchia muốn về Việt Nam, nhưng mà cũng khó về. Khó về thiệt. Dạ, nên là nữ là cuộc sống thì quê nhà thì vẫn dễ sống hơn. Đó. Bé Phượng là được sinh ra Campuchia luôn đúng không? Thì con anh sáu đứa Campuchia hết trơn, sinh Campuchia hết trơn. Dạ. Qua về đây chỉ là bé Phượng biết chữ, Khang biết chữ, học gì thôi, chứ còn mấy đứa lớn dốt hết trơn. Ừ. Bây giờ ở đây là anh làm công việc gì? Anh giặt lục bình rồi mang thê cho người ta. Ừ. Mỗi ngày thu nhập được nhiêu? Thì giặt bình thì 2 chiếc, chứ xã thì mỗi ngày thu nhập cũng được 200.000 đi. Ừ. Cũng cá mắm cơm gạo kia. Ừ. Còn gạo thóc mình tự mua? Mình tự mua. Ừ. Chứ con rồi mấy đứa em chở nó kêu đi lên trên kia mà người ta hỏi tàn giấy gốc không. Ừ. Mình có giấy nào lông lưng đâu. Ừ. Hỏi công ty thì nó cũng phải có giấy căn cước đồ này kia. Rồi, ổn định được. Còn như hoàn cảnh của anh ba là giống như lúc nãy Bùi Hồ có nói anh một đồng, đó là câu chú là sống Việt kiều không quốc tịch luôn, không có giấy tờ gì hết. Không có giấy tờ chứ em. Nhưng mà về đây thì làm một quạch gì, bán lục bình, chặt lục bình, chặt bán gì đó. Ai thuê gì làm đó. Ai thuê gì làm đó. Vợ trà hay là... Ừ. Vợ trà em ơi, cuộc sống vợ trà này nhiều khi là 9-10 giờ mà trời gió lạnh lúc trước còn ở sông cũng gán mặn kiếm ăn. Ừ. Sao giờ? Niềm vui của mấy anh em con với cô chú mà Mạnh Thường Quân rồi gì á, rất là vui mà khi mà trở lại được á, thì cái cuộc sống ở đây nó có sự thay đổi và phát triển dương lên, thì đó là một niềm vui. Bữa nay con đến đây gặp những căn nhà mọc lên cũng bất ngờ. Vui. À, vui luôn. Nhà mẹ lên thì ngay anh em người góp mớ thì tiếp với thằng em, hai đứa em nó đặng dựng căn nhà lên cho mẹ. Mà dựng căn nhà cũng chàng ăn chăn vắng lắm, mới bả mới được lên nhà mừng hết sức mừng thì lên nhà đâu chừng tháng 10 ngày mẹ bệnh nữa. Ừ, mẹ bệnh ta biến điên được. Ta biến rồi. Cô bác anh chị biết không, ở sống ở trên ghe gì mọi thứ sinh hoạt đó đều rất khó khăn. Điện thì xài này, điện năng lượng mặt trời. À, còn nước á là phải tắm ở dưới sông. À, múc nước sông lên tắm rồi đi vệ sinh ngay tại
nhà vệ sinh dưới sông luôn. Đó nên là nữ là cuộc sống nó, mình đôi khi á, cuộc sống mình quen á nên nhà mình không hiểu rằng cái sinh hoạt ở dưới sông nó vất vả khó khăn đến chỗ nhường nào. Thậm chí là cái máy này nè, nó thấp lắm, đi là phải khom lưng á. Nên thành thử là những cô chú anh chị mà cô chú sống Việt kiều á, sống ở Campuchia mà từng đó năm với cái nghề đánh bắt á, là có hai dấu hiệu. Một là lưng bị mao còng, bị còng lưng. Thứ hai như anh ba cô bác anh chị thấy á, anh ba là do là cái cuộc sống đánh bắt từ cứ tối ngày á, là cái chân giăng lưới là cái chân phải quạt quạt rồi không có đi tới luôn nhiều á, nên sẽ những đứa bé lớn lên á sẽ bị ít phát triển về chiều cao. Rồi thậm chí là cái chân nó bị yếu hơn. Như anh ba bây giờ có đạp xe đạp được không? Đạp là chân yếu mà. Yếu bên đây. Cái chân yếu lắm, có dấu hiệu là một là bị mau bị cộng lưng và bị ảnh hưởng cái môi trường sống á. Tình đó yếu này nè, yếu từ cái sống cái ngửa bên bên này yếu, đi lâu nó tê. Nhưng mà mấy đứa bé ở xóm Việt kiều phải nói bơi cực kỳ giỏi luôn. Bơi phải nói là không ai bơi bằng luôn anh ba. Cái đó là môi trường sống nó tạo cho con người ta một cái thói quen và đó là cái kỹ năng sống. Sẽ sống sông nước gì mà gớt xuống sông mà không biết bơi sao được, đúng anh Một Đồng? Đúng rồi. Rồi mà cô anh em cô bác lại nó chờ con của con cháu người ba chú chút không mà nó nhảy sông lặn xịt xịt vậy đó thì nó quen sông nước nó từ nào giờ rồi. Cũng gần Tết đến rồi. Và cô bác anh chị biết là đối với cuộc sống của cô chú sống Việt kiều không có trang bị gì cả. Chỉ có trang bị vài ba cái đèn chớp rồi gói một vài cái bánh ăn thôi. Tết năm rồi thì hai năm rồi bọn họ có ghé thăm. Thấy nó cũng vất vả lắm. Thôi bây cái này thì cũng còn đương ba cái lục bình đồ gì nữa ha chú? Còn. Một cái là bao nhiêu? Cái đó một bộ 6 cái mà 200 ngàn. Mà lục bình của mình nha. Mấy cái, mấy tiếng mình được một cái? Cái tối ngày bà xã chưa được cái nữa. Mà 6 cái 300 ngàn, 200 ngàn. Là cái là 4. Cái đó là chú đương cái đó là gọi ngàn. Cái gì? Không biết cái gì kêu cái gì luôn á. Để làm cái ta bằng cái mẫu cho mình lợi mình ra mình bắt mình đưa ăn bình vô à. Có nghĩa là hình vuông hay là hình chữ nhật vậy cái mình đang theo thôi. Đang theo cái vỏ của người ta vậy đó. Cái đó là cái vỏ sắp á. Không biết kêu cái vỏ gì nó cái đồ hình vuông đựng anh. Cái đó có nắp có nung được cung chứ á. Có nắp luôn. Có nắp luôn. Hết sống với người cá thì lại sống với cái người là cắt lục bình. Bây giờ kêu lên miên nó chắc không đi đâu. Và so với cái cuộc sống mà trước kia mình đánh bắt cá, về đây thì mình cũng có thể đánh bắt cá được, nhưng mà cộng với cái cuộc sống mình đang lục bình nữa thì có thể phù hợp hơn ha chú. Phù hợp hơn ở đây bắt cá, từ đây mình mang bắt cá rồi mình được. Đồng nào năng đồng nấy vì đất nước Việt Nam mình có thấy má gì ai chân mình được nhiêu mình ăn nhiêu vậy thôi, còn chở không được chở lú ra tên là mắc thế, lú ra mắc thế. Ở đây thì nè, bắt cá lên để khỏi nói là mình bán đâu, nhưng mà mình đem lên để mình chi tiêu ăn trong sinh hoạt trong nhà được rồi, rồi rau rác cái mình đi tự ra vườn mình kiếm rồi gì cũng khỏe hơn. Thì mình làm cái kia thì mình kiếm tăng thêm tăng nhập. Lên nhà gạo thóc ăn mà khi tiền điện. Thôi bây giờ anh em mình sẽ lên trên kia ha. Để cho anh Phương một anh Việt kiều Mỹ cũng về thăm rồi sau đó cũng tặng một số phần quà. Rồi mình lên đó luôn anh ba.